À, mình lại xin chào toàn thể các anh em nhá. 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thì quốc tế lao động, không biết các anh em có đi đâu chơi không. Nhưng mình thì hôm nay thì ở nhà lại lên video đàn cún con cho các anh em xem. Đây cái đàn cún con mình vừa về được hôm 29 nhá anh em nhá. Nhưng hôm nay mùng 1 tháng 4 thì mình mới rảnh có thời gian để mình đăng lên cho các anh em xem được. Anh em cùng xem, thấy hay thì cho mình xin một like, chia sẻ, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình. Thế còn lại anh em nào có nhu cầu về chó mèo thì cứ liên hệ cho mình theo số điện thoại mà mình để dưới góc của màn hình ấy. Đây là cái đàn này thì nó là đàn dẫu, đàn cốm rồi anh em ạ. Nết ăn của nó thì cực tốt luôn. Thế con nào ăn bụng lò ve luôn này. Đấy, hôm vừa rồi mình có sổ run sổ sán cho nó xong ấy. Mà cái đàn đây này, anh em nhìn thấy chưa? Giờ lưng nó kìa. Bữa trước lưng nhọn hoắt nhưng mà bây giờ nhìn lưng khác luôn. Đây anh em cứ ngắm này. Tôn tôn tôn. Ồ con kia yếm kìa. Có con kia yếm nó chảy. Mấy ông khoang vằn. Dặm đổ be bét rồi đi. Ê. Đây có ông vằn này, ông vằn này. Đẹp. Đây chuồng này thì mình cũng vừa mới làm xong anh em ạ. Đấy. Vừa rồi đầu tư làm thêm một ít vào. Đây là nó mới về, nó lạ nha, nó chưa ăn quen cái môi trường cám như này mấy, đâm là chúng nó vẫn ăn ít, ăn không nhiều anh em ạ. Nó phải 1-2 hôm xong mình sổ run sổ sán đi xong nó mới ăn mạnh nha anh em nhé. Còn mới về nó chỉ liếm láp thôi nhưng mà vẫn hết. Nó vẫn ăn no nha anh em nhé. Bụng con nào đấy cũng cứ lo, gọi là lo keng bụng mà. Úi giời, đi ra cắn cây. Ăn bụng lo kĩnh à. Úi giời. Bướng à. Đấy, cái đội này thì là dẫu to rồi đây này. Chả mấy mà lại trên chục cân hết đâu. Bây giờ cũng gần chục cân rồi. Bướng lắm. Chiến đấu cả với đại ca nhá anh em nhá. Đấy.
sợ. Của mình ấy về là mới được, bây giờ hiện tại của nó là được hơn 3 cân thôi anh em ạ. Đấy cũng bé như cái đàn kia là trước bắt về cũng được hơn 3 cân thôi. Nó chỉ 3 cân rưỡi thôi. Thì đợt này bọn này nó cũng thế. Một hai hôm mình sẽ tiến hành sổ run cho nó. Để mình cứ để cái này thì nó chỉ ăn một tí là nó hết rồi. Độ lúc nữa mình ra kiểm tra là nó sẽ hết hết thì mình sẽ bỏ ra. Thì hôm nay video của mình quay cho các anh em xem đàn cún con về 30 từ 1 tháng 5 đến đây là kết thúc. Anh em nào xem thấy hay cho mình xin một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Thế còn lại anh em nào có nhu cầu về cún con hoặc là về vấn đề gì thì anh em cứ liên hệ cho mình theo số điện thoại mà mình để dưới góc của màn hình nhé. Rồi, chúc anh em ngày mùng 1 tháng 5 ngày quốc tế lao động. Đến đây luôn luôn vui vẻ.